Tại Đà Nẵng, sáng nay, Sở Y tế thành phố tiếp tục tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Theo kế hoạch, sẽ có hơn 26.000 trường hợp được tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca. Trong đợt này, khoảng 26.582 người được tiêm chủng thuộc các đối tượng công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, người cung cấp dịch vụ thiết yếu như vận tải, bưu chính viễn thông, dược, vật tư, nhân viên môi trường, người làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính. Đặc biệt, dự kiến có hơn 18.300 người lao động tại các khu công nghiệp, 3.100 người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp nhưng có trên 1.000 lao động. Nói chung là dịch bệnh đợt này là rất là nguy hiểm, bùng phát rất là mạnh, nên nhà nước là hỗ trợ mà tiêm vaccine kịp thời là rất là tốt cho các doanh nghiệp và các công dân. Em là công nhân ở khu công nghiệp Hòa Cầm thì em cũng thấy rất là vui khi mà được ưu tiên sắp xếp tiêm chủng để đảm bảo an toàn cho sản xuất, cho sức khỏe của mọi người. Với số lượng tiêm chủng đông nên Sở Y tế thành phố đã bố trí hơn 31 đội tiêm đặt tại 4 địa điểm là Cung thể thao Tiên Sơn, Bệnh viện Ung bướu, Trung tâm Hội chợ triển lãm và khu ký túc xá phía Tây. Ngoài ra còn tổ chức 2 điểm tiêm trên xe lưu động phục vụ các đối tượng tại các khu vực phong tỏa. Các địa phương đã phối hợp với ngành y tế đảm bảo các điều kiện cần thiết để việc tiêm chủng đảm bảo an toàn và đúng quy định giãn cách. Để đảm bảo an toàn thì thành lập 2 cái đội cấp cứu ở tại điểm tiêm luôn. Những trường hợp mà có phản ứng xảy ra thì trước mắt là xử trí trực tiếp ở tại 2 cái phòng cấp cứu của 2 khu. Thì có đầy đủ trang thiết bị máy thở, monitoring để theo dõi bệnh nhân trong quá trình tiêm chủng nếu có vấn đề xảy ra. Cùng với các giải pháp ngăn chặn COVID-19, thì hiện Đà Nẵng cũng đã có kế hoạch thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thành phố đã sẵn sàng nhân lực và trang thiết bị kịp thời tổ chức tiêm chủng khi Bộ Y tế phân bổ vaccine. Với mục tiêu đến cuối năm 2021, thành phố sẽ tiêm đạt 100% người đủ từ 18 tuổi trở lên, góp phần đạt miễn dịch cộng đồng.